Khui đi. Khui vâng. À, dòng TV UBC TV khui đi. Khui khui thùng bố bay. Dòng dòng Việt Nam có vài điện tài trợ này. Khui hay đây này. À đúng rồi, sự bóng điên. Đấy. Nói bây đi. Quay lại để lấy ấy hả? À. Đó, quảng bá thương hiệu UBC. UBC TV. Đây đi, quay lên cái mã quay lên. Họ kênh sẽ đây rồi, sẽ mã kênh lên bên mình có về. Đánh hộp khó. Đừng run nghe anh. Cái dao được một đường thằng này. Lấy cái lấy cái nó lấy cái này cái đầu nó này rẹt một đường. Lên. TV này giá thị trường hiện tại bây giờ là 7 triệu thôi nha. Nhanh các bác. Bao rẻ. So các hàng là bao rẻ. Nhưng mà so với thằng Asanjo thì bao đắt. Đây nhà mày thôi. Đây, từ từ mở hộp này. Nó cái remote. À, cầm remote cái này. Đây là hai chân, hai đế. Mở ra. Em mở. Đây ok rồi, yên. Để chuyên nghiệp các này. Rồi ok. Cúi hộp đó. Rồi xong. Rồi, đi kẹp hai tay bưng lên. Yên cùng xem nó chắc nó cúi cúi chụp cả TV đấy. Đó. Rồi. Ê ê quan 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 luôn. Quan xuống. Cái kéo ra. Để nó úp đi này. Úp xuống. Úp xuống. Rồi cúi hết túi lông ra. À đây. À. Quên, hôm nay hướng dẫn. Rồi giấy cẩm. UBC lần đầu tiên em nghe cái hẳn như hồi xưa là nó của hãng Para TV. À, Para. Nhưng mà bị kiện thương hiệu là có chữ Para họ hiểu nhầm bằng Panasonic đó. À đúng rồi. Nên là chuyển qua UBC. Đây, cả cổng kết nối đây. Có tên rồi. Mang lá này. Cắm video gì ABC gì đó. Đó, đây. Đó, cái này mình HD 122 cắm cổng anten ví dụ bên như được. Ủa lắm đây. Như cổng vậy. Dứt bí này. Dứt 1, dứt B2 nữa. Ừ, như còn ai. Mình coi. Đây. Đó, nguồn điện xong rồi. Rồi lấy con vít đi. Gắn vô. À đây có hàng bấm đây. Đồ hiện đại bấm đây. Vít đây này, bên này. Vít. Rồi lấy ổ điện đó ra. Thì từ lần một rồi, đúng rồi. Chi? Cái này. Khi mất điều khiển thì các bạn thì sử dụng cái dòng này. Dòng này nó khác với dòng TCL là khi TCL dòng mới là mất kéo rớt. Đó đó đó, kéo rớt TV. Mới lấy về chưa muốn mua TV mới. Dòng này 43 inch. Đó, cắn vô. Tụt được vít, mở vít ra. Đây này. Kéo luôn. Thì tạm thời như vậy là tí mua giá với lắp sau. Kéo lui ra con, lui cho lọt con này. Quên quay. Đẩy tí thôi mà, có cái gì tay màn hình mà lo. Rồi, vừa tôi gần rớt máy chứ. Đó, nó phốc. Đánh chân không? Vịt nè. Rồi, vịt thế mà. Vì đây là mua phốc cái máy thịt này. Vịt này, vịt bánh đường. Từ. Đó, cho hai lỗ này, thử hai lỗ này này. Được chưa? Xoay à, xoay xoay để cho hai lỗ này khớp với hai lỗ này, hiểu chưa? Là văn có hai lỗ này. Hiểu chưa? Mình chào con mèo ơi. Các bạn khai cái lỗ hay khớp rồi mà. Thằng ngắn này trước. Mua rồi, từ vịt mông. Vịt này. Đưa tụi nó vít ra. Nói như thế nào. Em lại cái lên bín nhẹ em hả? Lên bín nhé. Nát chưa? Nát không? Ổn không? Rồi. Đúng rồi, lên bín thằng không bín ạ. Mà khỏi kênh. Thank you.
cái đĩa đó ngồi xéo xéo. Phải lắp xéo. Lắp xéo mới lắp cái nhỏ này trước này. Cái to rồi cái dai dai nó sau. Từ từ mò mò chắc mình ra. Một thằng chuyên nghiệp với một thằng mới học nghề thì cách nhau hơn nhau cái thời gian đó. Thời gian, một thằng mất làm tiếng hô, thằng làm 2 tiếng thôi. Thằng nào phải học hết sinh ra, ai phải học hết. Giống mày hồi xưa mình sinh ra đâu. Em là không chịu học chứ không phải là không học anh ạ. Đúng mà. Lắp 8 thôi, quên, quan trọng quán làm chip e. Chỉ nên về mua giải theo thơ tương giảnh không mà mấy công thảo ra. Lấy cái bàn vuông em. Bàn dừng lên nhau đẹp đẹp tí nói nè. Rồi sợ thôi, nhanh cái này mình phải lâu lắm. Kệ nó đây, qua đây tập đó, mặt trước. Đó, đẹp đẽ chưa? Quanh. Đây. Hiểu hình xài Android này, YouTube này. Đó, tuy nhiên kỹ thuật số kết nối tai nghe âm thanh vào vòm à. Ở quên luôn này, hai loa ở đây. Quên là hai loa. Đây, hai loa này. quên. Đó, bộ máy bao đẹp. Đó. Trang. Rồi cắm nguồn mới qua đây. Rồi ok. Hết rồi.